Kính chào quý bạn và các vị, đã từ rất lâu rồi Toàn Shinoda tôi mới có dịp cất giọng trong chương trình truyền hình thực tế đêm đá .net. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian vắng bóng vì quá cóng, này tôi đã trở lại và đổi bại hơn rất nhiều lần với một bản tin có phong cách hoàn toàn không mới lạ, bản tin đêm đá từ nhà. Ôi trời ơi! 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 Ôi trời ơi!